dung tiết ngày lành tiệc mở tung dung thỉnh mời tam tòa tiên thánh nhi hội công đồng mẫu giáng đàn duyên thiên thiên cung thỉnh mời mẫu đệ nhất thiên thiên tặng phong chi thắng xa lò mẫu ngự về vân ca tôn quê đất phủ dày vân vân đi cát thôn quê nghĩa hương miên bản nơi nhà lê thanh mẫu tại trần xe lo thanh gia hồi cung mẫu đệ nhị chúa tiên cung tình mời mẫu đệ nhị chúa tiên tích xưa hiện thành trên đền đông đua nhan sắc các thường hình song nhan sắc các thường giá dáng đổi một hoa vương khôn bì xuân thánh mẫu đệ tam thỉnh mời thánh mẫu đệ tam xích lần long nương điện thoại cung sống kết lọt phòng kinh duyên sống kết lọt phòng thảo mai tiểu thiếp đi đem lòng người dẻ hoa giới đinh chân nhang phật khởi dung tiên thượng đệ tử kiên thanh hiện tại kim lô phong quẩy khắp nhân luân tự tiên mãn thập phương tinh nhật ra du miễn nạn tiêu tai chướng nam mô nhang cúng dạng bồ tát ma nam mô nhang cúng dạng bồ tát ma tát nam mô nhang cúng dạng bồ tát ma xuân gió nguyệt nguyệt hồ sưng văn tiên xuống nguyệt hồ bắc sang yên thế là nơi quê nhà thank you.
cao. Tiền đài xinh sắc nên sơn màu vàng son. Chú bà ngồi đó mà lòng man mác thương phàm trần nên bao nhiêu kẻ u mê. Một người con gái thôn quê
người tiên nữ hôm nay về bà đến đây. Giang giang người tiên nữ hôm nay về bà đến đây. Vườn xuân kia làm tiên nữ đang hái hoa anh đào, đôi tay tiên đi hái hoa phù dung, đôi tay tiên đi hái hoa hồng. Kia là hoa cúc hoa đàn, là hoa sói hoa bàn bông, hoa nào thơm. Kia là hoa cúc hoa đàn, là hoa sói hoa bàn bông, hoa nào cũng thơm. Lại ngắt lại ngắt hoa sen, hoa sen hoa hồng hoa đua trên bách bách hoa đua nở gần xa, biết bao nhiêu là loài hoa dâng lên, biết bao nhiêu là loài hoa dâng lên. Dập dập hai hoa vàng vàng câu hát, nhịp chân theo câu ca vàng vàng câu hát, nhịp chân theo câu ca. Lá trầu lời của công tiên đầy chấp sơn bóng mùa xanh lá, trung nguyệt ngồi đồng đầy lời nhớ khi xưa tay tay mùa tiên lấy một người con gái con quê. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
dâng một chiến nhang lòng thành dâng một chiến nhang tấu về thoại phủ dương gian các tòa thiên đình chôn cho diêm là tấu về thoại phủ vua cha độc đình vốn dòng là chúa thủy cung minh như nhật thước phá uy hùng thế giới chung nhất nhất điểm nhiệt nhiên siêu bách ước thiên ngai vạn vật tổng giai thông cứu nước trừ cơn nguy hiểm
tiếng để ngàn thu. Vâng ơi, dài dài mạch dòng muôn muôn lượn chiếu cả thôn khí vương tù lai địa linh thiên giang kỳ tài anh hùng giang thế dẹp loài xâm lăng. Luận võ thuật ai hằng dám sánh, so văn tài trung chính ai đang xích đằng cho chí lành ra uy danh quan lớn dậy và khắp vùng. Nói anh khí điên rồng muôn thuở hiển nam bang tế độ thiên niên khí tiếng còn mãi lưu truyền dương phủ âm trở dẹp yên cõi bờ. Dân thiết lập đền thờ đức thánh lạnh giang từ cổ tích linh thiêng xích đặng hương hoi cổ truyền thập phương vọng bái lập đền an dân xây quan đã về nơi thủy phủ cứu nhân gian để vạn ức siêu sinh. Chiêm bái phải qua đền đèo chiến thông tiêu dưới thời trúc hoa dậy chim rừng nghề ca hót lên câu chim rừng xíu rít gọi nhau. Bảy bảy về đồng ngơ tinh tí vườn gần trên chốt giữa con đi rổ dây túi sơn trường đẹp cánh nghề tự nhiên một bầu gió ba ba trăng ngơ thành nhìn ý nghe tiếng nhạc rừng vang bên bờ suối vang bên bờ điều ố xòe cho má hồng tươi áo khăn phiêu phiên chờ bơi ai lên đèo việc ngàn băng xuôi áo khăn phiêu phiên chờ bơi trầu bay về bản đền vui mừng. Sườn núi tiếng sao ai vang bên sườn non ơ hò ơ ơ hò ơ là tiên châu bé hái hoa đeo vui là tiên châu bé hái hoa đem về. Hãy subscribe
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
cây đầu xuân từ châu cánh tay tuần chắc đủ phép sơn trang đức từ ban truyền xin chúc mừng phần thực hành tín ngưỡng của thầy thượng tọa Thích Thanh Độ.